rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. À quên nhầm, chào mọi người đã quay trở lại với xe đây Bùng Đất Chết. Yeah. Ok. Thì à, hồi như anh em có nào biết trong tập trước á, là bọn mình đã có thể thoát khỏi cái này, cái gọi là bọn mình đã vượt ngục. Bọn mình đã vượt ngục thành công ra khỏi cái hang động cái của tên thủ lĩnh rồi. Đây 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 này, này thấy không, trời ơi nó rất là rộng luôn, và mình đi lên hình như là gần rất là nhiều tầng luôn nè. Anh em từ từ mình nhảy ra cho anh em xem, trời ơi cực kỳ nhiều tầng luôn. Vậy đánh không xuống nha, đánh không xuống nha, tào lao. Thì nếu như bạn nào chưa xem cái tập trước thì hãy nhấn vào cái link ở dưới phần mô tả để xem nha. Mình sẽ để cái hình ảnh của cái video đó ở trên màn hình cho anh em xem nè. Đó thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu dẫn cái cô bé này, cô bé rồi à, đây cô bé Mimi của chúng ta, đây chính là cô bé Mimi. Hôm nay mình sẽ dẫn cô bé Mimi chúng ta quay về lại cái ngôi làng của cô ấy, và trong tập trước là cô ấy bị bắt vào trong đây, cho nên là cô ấy đã cầu xin bọn mình giúp đỡ cô ấy để cô ấy có thể quay trở về làng, cho nên bọn mình đã đồng ý và quyết định là sẽ dẫn quay về làng. Ủa đồ anh Vịt, anh Vịt anh làm gì Mimi bây giờ bà không lên luôn rồi, đâu rồi? Nó bảo anh là nó muốn sống bên anh trọn đời rồi. Em về đi. Xạo Vịt. Trời ơi, đất ơi, xạo nó dụ dỗ. Mimi này, quay lại đây với anh đi. Đây Mimi ơi, trời bỏ không đi, đừng có đẩy. Đây ok. Thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu dẫn Mimi đi về cái ngôi làng của cô ấy nha. Ok. Thì Mimi đi nào. Ok. Ok, đi nhanh nè mọi người ơi. Trời ơi, gần tới làng kìa. Thì ra đây chính là cái ngôi làng của Mimi nè anh em. Wow, ơi đi cô ơi, đi Mimi đi. Trời ơi, cái gì mà đi chậm vậy? Cái chân ngắn trời hệt bà Timmy luôn. Đó là mẹ Mimi đó hả? Con là con rể của nè. Trời ơi. Trời ơi, vịt đi cua gái hả vịt? Trời, cái này đâu phải là mẹ của Mimi. Đừng báo em bắt không nè. Đây trời ơi, cái ngôi làng này rộng ghê luôn mọi người. Đâu sao làng này nhiều Mimi quá. Trời ơi, ngôi làng này nhiều gái đẹp quá ta. Ủa kìa. Ôi vịt ơi. Em hỏi anh này nha. Anh có để ý không cái ngôi làng này sắp tàn phụ nữ không ạ? Rồi, chúng ta đến nữ nhi quốc rồi. Ơi chúng ta. Dạ sao? Mình sẽ phải chia tay ở đây thôi. Sao ạ? Anh quyết định ở lại ngôi làng này vĩnh viễn. Trời ơi, 10 gái. Mười gái. Thôi mọi người có thấy vịt mê gái không? Nếu như mọi người có thấy anh Mr. Vịt mê gái thì mọi người hãy để lại phím 1 nha. Ok. Trời ơi, cái gì đâu, vô đây thấy gái nhiều quá cái đòi ở lại đây luôn. Trời ơi, đúng là Mr. Vịt. Có thể nào bây giờ ông kia ông khát nước sao ông uống nước ruộng cái ông có em bé luôn không? Biết đâu được. Trời ơi, ủa nhưng mà sao cái ngôi làng này tàn con gái không mà kỳ nha. Ơi để mình xem coi. Kiếm ai mình hỏi thử coi. Để mình đi xem. Dạ, yên yêu quái. Thôi biết đâu là yêu quái. Biết đâu trong đây tùm lum người giống y hệt nhau luôn, biết đâu là yêu quái sao ta. Cái mình vịt ơi, cái nhà nào bự quá nè anh. Cái nhà ơi này, mình... nhìn chơi nó sang trọng hơn, chắc là nhà của ai đấy quyền lực á. Ê anh tính để ý ơi, tính ra là mấy cái nhà trong làng này là tàn, mấy cái nhà giống y hệt nhau, có mỗi cái nhà này là khác, mà cái nhà đẹp nhất luôn là chắc là cái nhà này là nhà của gì ta, cái ông mà yêu quái tào lao, cái ông mà cái nhà lên đầu ngoài làng á. Với là nhà dân làng này, còn nhà này là nhà của cái thằng mà thợ xây cho dân làng nó xây mình nó đẹp nhất. Tào lao, cái nhà này chắc là cái nhà của cái gì vậy? Ê vịt, cái gì anh tiện mở cửa nhà người ta ra tự tiện người ta chửi chết. Ôi vịt, anh cái người mà đứng đầu làng người ta gọi là gì ta, em quên, tức là trưởng làng phải không? Mà Timmy. Mà Timmy bà tự nhiên không bà tự bà mở cửa nhà ta ra vô duyên rồi để mình xem, để mình trước tiên. Người ta gọi là tổng trưởng á. Ê đừng quá mày cái gì hả? Trời ơi, đứng yên coi mọi người. Lộn xấu quá, từ từ đi tôi xem coi. Mình phải chào hỏi ta trước cái chứ. Chào anh phòng thủ cho, anh phòng thủ cho. Anh tào lao quá, người ta là phụ nữ mà, người ta là phụ nữ mà có gì đâu. Chào ngài trưởng làng ạ. À. Ôi trời, trưởng làng cũng là phụ nữ luôn anh ơi. Trời đẹp quá hả? Trời ơi, quá. Ủa cái gì tào lao vịt mày gái. Đây là đâu vậy? Để em hỏi bà trưởng làng coi. Chào mọi người, tôi là trưởng làng của ngôi làng này. Wow, thì ra đây chính là trưởng làng của ngôi làng này anh ơi. Ủa nhưng mà bà trưởng làng ơi, tại sao ngôi làng này toàn là phụ nữ thôi, có thể nào cho tôi biết được không? Ngôi làng này chỉ có con gái và phụ nữ, không có đàn ông con trai. Những người ở đây phân vai với theo độ dài của mái tóc. Ai tóc dài nhất sẽ được làm trưởng làng ở đây. Wow, vịt thôi. Anh biết là cái làng còn cái làng này là con gái nó phân theo độ dài của mái tóc, cái gì mà cái làng của con trai là phân theo độ dài cái gì á? Tào lao. Dạ vậy thôi.
cảm ơn trưởng làng ạ. À. Nhưng mà trước tiên tôi xin phép trưởng làng làm ơn cho bọn tôi được tá túc ở đây vài ngày nha. Bọn tôi sẽ đi ngay sau mấy cái ngày bọn tôi tá túc ở đây vậy. À. Cảm ơn trưởng làng ạ. À. Ok. Trời ơi, ơi, em thấy cái làng cũng khá thú vị nha. Tự nhiên là cái làng này người ta phân theo cái mái tóc á, người nào tóc dài nhất sẽ được làm trưởng làng. Ơi hai hay là hai anh em mình để cho cái tóc dài ra, hai anh em mình làm trưởng làng. Không, anh sẽ là bên làng của đàn ông, anh sẽ là tù trưởng. anh sẽ là tù trưởng cái gì dài nhất. Đúng rồi, cái gì dài nhất rồi. Ở lao à. Thôi bây giờ em nghĩ là chúng ta phải đi xây nhà thôi, chứ giờ chẳng lẽ giờ mình ở trong nhà mình sống vô cái gì, mà chẳng lẽ giờ mình vô nhà của mấy người trong đây mình sống, bởi thế mình phải tự xây nhà thôi. Ok, để mình xem coi giờ xây nhà chỗ nào được ta. Xây nhà đẹp hơn thì bỏ cho thú thích chơi. Ok rồi, dịch cho mấy cục vàng nè, đặng ông xây toilet slam. Trời ơi, vàng đâu bà có hả? À, bữa lên khu vườn trên mây, ồ lộn, khu gì trên cây đậu thần á. Ok thôi giờ mình bắt đầu mình xây đi, để mình chặt cái cây này nha. Ok, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu xây nhà nha anh em. Bây giờ mình sẽ cho cái video đỡ nhàm chán hơn, thì mình sẽ quay cái cảnh mà cả ba người cùng xây nhà luôn để cho các bạn xem nha. Ok, rồi ok, đi xây nhà mọi người ơi. Mà chấm cho phong cận thì số 1 nè, cho Mr. B số 2 và cho TB thì không để số nào nha. Đúng rồi, ok. Ok rồi, xây nhà thôi anh em ơi. Đâu không? Ok anh em, thì mình đã xây xong cái nhà của mình rồi đây. Yes. Đó, thì cái nhà của mình xây theo phong cách là màu xanh của mình đó, nè thấy không? Đó, chính là mình xây hình con Doraemon. Vì mình thấy con Doraemon nó cũng có màu xanh dương cho nên mình xây luôn đó. Từ nãy giờ mình với anh Mr. Dịch với lại Timmy á, trời đi dạo mấy cục đó. Ủa gì vậy? Ê mất tiền quá. Xây nhà quên xây toilet. Cậu sao anh? Ơi trời. Nhà gì có toilet, thôi để xây toilet xong. Nhà của anh Vịt đẹp nha, xây hình con vịt béo ú luôn. Trời ơi, con này mà nhớ. Đây là một thiết kế cực kỳ mới anh mang đến, gọi là map của Phong, gọi là fan của mình ở trên kênh của mình cho thấy là mình chưa xem một con vịt béo như này. Thôi, con vịt nó nu. Trời ơi, con này mà nướng lên là ăn ngon nè. Thôi giờ mình chắc em nghĩ là anh em mình ôi con nhà bà Timmy sao? Bà Timmy bà xây hình con thỏ anh ơi. Đó, đẹp ha. Con thỏ bị gì em ơi? Con thỏ bình thường có hai răng, con thỏ này có 10 răng. Con thỏ này có quá trời răng. Thôi bây giờ mình em thấy trời cũng tối, chắc là anh em mình đi với mấy con cừu làm mấy cái giường ngủ đi ngủ anh ơi. Chứ thôi tối không có giường ngủ rồi chết á. Đó, để kiếm coi. Ở đây anh trên đây có mấy con cừu nè. Anh chém con cừu nó bay đi, nó để lại lên này. Ôi cái gì vậy? Ôi mấy con cừu, ôi mấy con cừu tấn công em quên mất cái con cừu này, mấy con cừu bị nhiễm zombie mà em quên mất rồi. Cừu của vùng nó chết mà không hồi. Nè lên nè, lên nè. Đây em làm được rồi nè. Rồi coi em có giờ mình đi mình chế giường đi. Em mới làm cái màn chế tạo bên đây nè. Đó, đây. Bên đây đi. Dạ sẵn em. Đây. Đi nhưng mà sao cần nó đít. Mình sẽ chế cái giường ngủ nha. Đây. Còn có ông chế lại tạm anh giường đi với cho lên nè. À đây để em chế cho nè. Nè, đây. Giường của mình nè, đó. Ok, thank you so much. Ok. Đây mấy này. Rồi anh Vịt ngủ ngon nha. Timmy ngủ ngon nha. Hình như bà Timmy bà ngủ luôn anh em ơi. Bà này bà hả? Đúng rồi, bà Timmy còn giờ giấc luôn. Bà Timmy bà ngủ hoài luôn, không cần giờ giấc luôn anh em. Ok rồi, cái nhà mình mới xây mình chưa trang trí gì cả, thôi kệ đi ngủ thôi anh em ơi. Ok, chúc anh em ngủ ngon nha. Mình đi ngủ đây. Buồn ngủ quá. Hay ngủ anh em. Có tiếng gì vậy ta? Ôi trời. Mình mới nghe một cái tiếng gì đó rất là lớn luôn, hình như có một người nào đó hét lên thì phải. Vịt ơi anh ơi. Vịt đây. Gì vậy? Đi ra đây, Ôi, Vịt. Hồi em hỏi anh này nha. Hồi nãy anh có nghe được cái tiếng la không? Có, anh nghe tiếng của mấy con mèo nó cào nhau kia, nó kêu meo. Tào lao. Em nghe hình như là tiếng của Mimi sao anh ơi? Thôi. Mimi à, đi tìm Mimi coi. Ờ đi. Trời ơi, tiếng em nghe cái tiếng trong làng nè, mà tiện nghe la to lắm, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa ha. Ôi, Mimi ơi. Ồ, sao tự nhiên mọi người bu đông lại chỗ này quá vậy?
À đúng rồi, sau đây tôi sẽ hát một bài á tình cảm Vina hay sâu lắm. Ủa mà có chuyện gì? Ủa sao máu không vậy? Ủa? Trời ơi. Ôi, ôi đi em lại em hỏi thử một ai bác ơi, bác cho con hỏi có chuyện gì ở chỗ này bác? Trời ơi, chị không biết nó tin. Hồi nãy á đang trong nhà thì nghe nó la âm sầm xong chạy ra thấy mọi người xuống ở đây đông quá trời luôn. Thấy nhỏ kia nó bị giết hay sao á, không biết nữa mà thấy máu me không à. Ôi trời ơi, mệt ơi. Thì ra là mới có người chết đó nữa rồi. Ôi một gì anh? Anh đi đây. Chỗ này đi có nguy hiểm rồi, anh sợ quá đi đây. No. Ở đây. Trời đi đâu? Mình còn chỗ nào để đi nữa? Ủa nhưng mà chi lựa giết con mình á. Trời gì mà giết nữa như vậy? Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ giờ mình bỏ đi vậy, người dân trong làng người ta đã có lòng tốt, người ta cho mình sống ở đây mà tự nhiên giờ mình bỏ tay mình đi. Với lại bây giờ á, đúng rồi, bây giờ em nghĩ là chúng ta phải phụ mọi người là gì ta, mình sẽ làm cái gì ta, người ta gọi là gì ta, làm mai táng cho cái cô này đi. Hộp nha ta. Tào lao, người ta chết rồi, máu me không anh thấy không? Người ta xúm lại người ta coi quá trời nè, mấy người này thiệt nhiều chuyện quá, người ta chết không chịu cứu còn đứng nói nhiều chuyện nữa. Ôi nhưng mà anh đừng có kêu bà Timmy vậy nha, bà con gái bà nhìn thấy cảnh này bà sợ bà xỉu á. Ok, bây giờ mình chắc là bây giờ mình phải dọn dẹp chỗ này thôi. Trời ơi, tội quá, chắc mang cô ấy đi chôn thôi, giờ biết sao, đi. Ok anh em ơi, thì bọn mình đã xây xong cái ba cái ngôi nhà ở trong cái ngôi làng này rồi. Thì bọn mình đã có nhà để thể sống trong ngôi làng này rồi. Nhưng mà có điều kỳ lạ anh em là tối hôm qua mới có một vụ giết người mà mình không biết tại sao có cái chuyện nó xảy ra nữa. Nhưng mà nói chung là bọn mình sẽ cố gắng để tìm hiểu coi cái nguyên nhân và kẻ sát nhân trong ngôi làng này chính là ai. Thì bọn mình sẽ làm trong tập tiếp theo nha. Và những bạn nào yêu thích series Vùng Đất Chết thì hãy hashtag Vùng Đất Chết nha anh em. Hoặc là hashtag Bộ Ba Bá Đạo nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em.